bắt đầu những tác phẩm à, tôi xin được phép tuyên bố lễ trả hoa của các bạn là chương trình trăm năm phút và lần đầu tiên các bạn xin được chủ nhân mọi người đang đối với tất cả mọi người sức khỏe được lòng chặt chẽ đôi ký tường và ánh mắt và trước khi đi vào buổi tập này thì tôi cũng xin trân trọng kính mời chủ nhân của đoàn thành ca cũng như chủ nhân của đoàn ca chúng ta đã có được cả giữa thành ca tất cả mọi người ca
là làm hết nha. Tôi làm lên luôn. Rồi quá đẹp nha. Rồi. Rồi cái ba đó. Ba cậu tư. Ba cậu tư. Bây giờ đây gặp anh muốn nó biết nào. Từ từ nó biết rồi anh đó. Chữ chung thì dành cho cha, chữ hiếu thì dành cho mẹ, đôi ta chữ tình. Rồi đặt ly rượu xuống đi. Không, khoan để con xin tâm hành. Rồi đặt ly rượu xuống đi chứ mẹ. Rồi hai bà cùng đi nè. Cho nhau của Tâm và Ngọc Linh. Nay họ cho chúng tôi trân trọng kính đến quý vị họ nhà gái cả làng Thánh Tốt được chọn ngày 14 tháng 12 năm 2019 nhằm ngày 19 tháng 11 năm Kỷ Hợi vào lúc 9 giờ ngày nói trên. Họ nhà chúng tôi xin được phép làm lễ nhập gia vào lúc 11 giờ, xin được phép ước dâu để dọn dẹp đường họ chúng tôi. Chủ hôn họ nhà trai chúng tôi là Nguyễn Quốc Thốc, xin trao cái thiệp quý này cho chủ hôn họ nhà gái. Rồi nhìn đây nè chú bé ơi. Rồi. Cảm ơn quý hội nhà gái đã dễ dàng và hội nhà chúng tôi làm buổi lễ đại gia hoa được thành công tốt.
chụp boy ngửi boy hết chứ không phải là chơi 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 mấy người sáng thức sớm tình yêu mãi mặn mà.